Chào mừng đến với thành phố miễn phí. Anh em cùng cha khác ông nội của lửa miễn phí. Ở đây thì người chơi như bạn, những người đeo kính râm là người hùng và có thể làm mọi thứ. Cơ mà như mọi thằng 7 tuổi lần đầu vào Vice City, hầu hết việc mà bọn đeo kính râm làm là cướp xe cướp gái, phá làng phá xóm. Thôi thì hãy đổ lỗi cho nhà sản xuất. Ai bảo cho phép người chơi làm những thứ đấy làm gì? Cơ mà tất nhiên nhân vật chính lần này không phải là người chơi mà là Guy. Anh nhầm, không phải ông này, là ông này. Guy có một căn chung cư rất style. Cơ mà anh có một tủ quần áo không được style cho lắm. Chắc là do trong này không có cái áo trùm cuối nào. Mỗi sáng anh hay mua cà phê ở quán quen, sau đó đi dòm đôi giày mà 2 tháng lương rồi vẫn chưa mua được. Gặp bạn thân rồi cùng đến chỗ làm, đường đi làm thì vẫn luôn bất ổn như thế. Vẫn mấy cái thằng người chơi kính râm. Cơ mà ít nhất Guy cũng đã đến nơi. Anh làm việc ở ngân hàng thành phố, cuộc sống không có gì để phàn nàn cả, trừ việc Guy là NPC, là nhân vật ảo. Đấy, tức là đến nhân vật ảo của trò chơi cũng có cuộc sống ổn định hơn bạn. À nhưng tất nhiên đã có ngân hàng thì kiểu gì cũng có người chơi đến cướp. Ngày nào cũng thế, không thằng này thì thằng khác. Ngày nào cũng thế, đều như vắt chanh. Cứ đúng giờ này anh lại nằm xuống ôm đầu. Cùng lúc đó, ở một đầu khác trong thành phố, có một cuộc giao dịch mờ ám đang diễn ra. Hai người chơi đang tuồn nhau thông tin về một thứ gọi là level ẩn trong thành phố miễn phí. Chưa biết nó có thể làm gì, nhưng hãy quay trở lại với Guy và bạn thân. Hai thằng đang trên đường về thì gặp cô gái lúc nãy đi đâu. Vừa đi vừa lẩm nhẩm theo beat tua li vâu, khiến Guy mê mẩn. Ôi bạn ơi, cô ta đeo kính, giống bọn ngày nào cũng cướp mình ấy. Nhưng mà khi con cu đã làm mù con mắt thì điều ấy không còn quan trọng với Guy nữa. Anh định đi theo bắt chuyện với người trong mộng, nhưng chưa gì đã bị xe lửa cán trước khi cô kịp quay lại. Ở ngoài thế giới thực, nữ chính của chúng ta đang phải dùng nhờ wifi chùa để vào game. Cô bị nhân viên quán cà phê đuổi khéo nên đành đi về. Sáng hôm sau Guy hồi sinh, bắt đầu một ngày như thường lệ. Nhưng hôm nay có gì đó khác lạ. Anh thấy những vụ cướp ngân hàng mọi khi giờ thật mệt mỏi. Rồi anh nhìn thấy cô gái hôm qua, có một cái gì đấy đang lên, nhưng rõ là không phải T1 đi nhận cúp. Mặc cho người bạn can ngăn vì giờ đang là nâu nắt November. Gái gú và hỏng người. Guy nảy ra một ý tưởng, nếu mình cũng có kính râm thì cũng sẽ VIP bro như người kia và sẽ có cơ may tán đổ cô ấy. Anh đòi mượn kính của thằng cướp ngân hàng do hai cháu gái chưa dậy thì điều khiển. Tất nhiên là Guy chỉ mượn được vài cái đập, nhưng anh sắp mất dấu cô gái rồi. Guy hóa liều bật dậy giằng co với tên cướp. Anh vừa giật được kính thì súng cũng đã cướp cò, bắn thằng cướp chết. Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, Guy chạy ra ngoài, đeo kính râm lên và cả thế giới thay đổi trước mắt anh. Giờ anh đã có sức mạnh của người chơi điện tử. Guy ăn cục hồi máu, nhặt tiền rơi từ thằng vừa chết. Cùng lúc đó, tại trụ sở của nhà làm game, hai ông sinh viên bách khoa cơ khí 596, Mao Sở và Key, vừa phát hiện ra những gì Guy đã làm. Họ tưởng anh là hacker mặc skin NPC đi lừa người chơi. Thế nên hai người lấy tài khoản admin vào hành Guy trước rồi ban sau. Ngay lúc này thì Guy vừa mới lấy tiền ban nãy đi mua đôi giày mơ ước. Anh đang đi tìm cô gái trong mộng thì hai ông admin tìm tới nơi. Một ông mặc đồ cảnh sát, một ông mặc đồ con thỏ. Họ bắt Guy phải gỡ skin, nhưng anh có hiểu đấy là gì đâu. Hai ông sinh viên bách khoa bắn Guy, làm anh phải bỏ chạy như một fan T1 gặp fan DRX. Guy dùng kỹ năng bật nhảy của đôi giày VIP để trốn, nhưng hai ông kia bật chế độ admin lên truy bắt, làm Guy nhảy ra khỏi công trường, rơi tự do. Nhưng anh vẫn kịp dùng phao để tiếp đất an toàn. Vừa định gáy thì bị hai ông AD tông xe xám màu. Vài năm về trước, một trong hai ông admin, Key, cũng đã từng có ước mơ làm game với người bạn thân của mình, Millie. Nhưng vì một vài vấn đề, cụ thể là nghèo, nên anh phải bỏ dở dự án mà đầu quân cho công ty hiện tại. Anh và bạn thân khác giới của mình từng muốn làm một game chạy bằng AI, mà ở đó người chơi sẽ xem các nhân vật ảo tự mình sống và phát triển. Mà trở lại với hiện tại thì tình bạn của cả hai đang rạn nứt, vì cô bạn của anh, Millie, cũng chính là người điều khiển cô gái trong mộng của Guy, muốn kiện công ty anh đang làm vì ăn cắp công sức và chất xám của cả hai người. Cô nói rằng mình đã tìm được bằng chứng mới, nhưng cô vẫn cần anh giúp. Kỳ muốn giúp lắm, nhưng mà anh sợ bị đuổi việc nên đành chịu chết. Sáng hôm sau, Guy lại hồi sinh một lần nữa để đi gặp nhân vật của Millie, nhưng chọn thời điểm thế nào lại đúng lúc cô đang đi tìm thông tin. Hóa ra là cái thông tin giao dịch ở đầu phim, rất có thể là bằng chứng mà Millie đang tìm kiếm. Nhưng hiện tại thì Guy làm Millie bị lộ, không thể tiếp tục đột nhập, nên đành trốn đi. Guy bám đuôi cô, nhưng Millie bảo anh phải cày lên ít nhất 2 triệu điểm sức mạnh thì mới đủ tuổi nói chuyện. Tất nhiên là chỉ mùi vitamin gái cũng đủ làm Guy hăng hái. Anh đi cày cấp thật, nhưng có vẻ bắn giết là chọn nhầm nền văn minh, nên Guy vẫn ăn hành. Bởi thế thay vào đó thì Guy sẽ đi cứu người, hay đúng hơn là giúp đỡ các nhân vật ảo giống anh để lên cấp. Không người chơi nào làm thế cả, người ta còn bận cướp xe cướp nhà mà. Guy vừa có tiếng vừa có miếng, lực chiến thì tăng chóng mặt, lại còn trở thành hiện tượng TikTok, được các streamer nổi tiếng bàn tán. Trong một diễn biến khác, Key phá lệ giúp Millie đột nhập vào nhà kho giấu bằng chứng, nhưng ngay khi cô vừa lấy được thì bị lính canh ảo trong kho đồ phát hiện. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, Guy phóng xe đến cứu. Hai người bấm nút biến, nhưng lại bỏ quên clip bằng chứng ở lại. Khi đã chạy thoát khỏi nguy hiểm, Guy khoe kho đồ lực chiến 5 triệu với Millie, rồi rủ cô đi ăn kem, chơi xích đu. Sau đó thì hôn nhau. Phải lâu lắm rồi Millie mới tìm được một người đồng điệu như thế. Điều đó làm cô ngoài đời cảm động thật, y như DRX Beryl lúc lấy tiền thưởng đổ vào waifu. Nhưng ngay lúc đấy thì Key đến nhà cô. Anh nói rằng những gì Millie nói từ đầu đều đúng.
rằng CEO đã ăn cắp mồ hôi công sức của họ, ăn cắp con AI còn đang dang dở để làm thành phố miễn phí. Cứ như là Tuấn Cùi mượn beat của cuối tuần, anh phát hiện ra điều này khi nhận ra Guy không phải là người chơi, mà là một nhân vật ảo có AI tự phát triển nhận thức riêng, theo đúng cơ chế mà hai người thiết kế năm xưa. Không chỉ có thế, mà những nhân vật ảo Guy gặp cũng đã bắt đầu tự phát triển khỏi những gì họ được lập trình. Nhưng đáng tiếc là trong vòng 2 ngày nữa, thằng CEO công ty game sẽ xóa sạch dữ liệu thành phố miễn phí để bắt đầu cho thành phố miễn phí 2 lên kệ, kể cả dữ liệu về nhân vật ảo như Guy. Cơ mà giờ chỉ cần hai người cùng với Guy tìm ra dữ liệu của tựa game gốc ngày xưa trong thành phố miễn phí thì họ sẽ có bằng chứng kiện tên CEO và cứu tất cả. Dù Millie đau lòng nhưng vẫn phải tiết lộ sự thật cho Guy rằng anh không phải là người chơi mà chỉ là một AI trong game. Điều này làm Guy suy sụp, vì làm đếch gì có chuyện người ảo hít được vitamin gái hàng real. Guy quay cuồng trong mơ hồ. Anh đi tìm thằng bạn thân da đen để tâm sự thì được thông não rằng việc anh là người thật hay người ảo thì có gì đâu mà quan trọng. Quan trọng là important, và quan trọng là tình cảm của anh cực kỳ chân thật. Thế là đủ rồi. Cơ mà vừa được bạn thân động viên xong thì điều đầu tiên Guy làm là rủ thằng bạn thân đột nhập vào cái kho mà Millie cố tìm bằng chứng ở đầu phim. Đúng lúc đấy thì thằng chủ kho đồ ở nhà và phát hiện ra. Cơ mà trong cái rủi có cái may, thằng kia thần tượng Guy lắm nên anh xin là cho luôn. Trước khi thằng kia kịp gạ kèo đấu kiếm thì cả Guy và bạn xin phép về trước. Trùng hợp thay lúc ấy ở ngoài đời, những việc Guy làm từ trước đến nay đã làm lay động những người chơi toàn cầu. Họ nghĩ rằng đã đến lúc ngừng chơi game như mấy thằng 7 tuổi, ngừng giết các nhân vật ảo, ngừng cướp xe cướp gái, không phá làng phá xóm nữa, chơi game một cách bình đẳng và bác ái hơn. Cơ mà như thế thì không ai mua thành phố miễn phí 2 nữa cả, vì phần 2 chỉ có mỗi thế. Điều này làm thằng CEO nóng như kem, đòi ban ảo của Guy. Nhưng Key nói rằng họ không ban được, vì vốn Guy có phải người chơi đâu mà ban. Thế là hắn đòi mọi người reset lại cả máy chủ để xóa hết trí nhớ của Guy. Trong game, Guy cùng Millie đang xem đoạn video mà cô tin rằng đó là bằng chứng về tựa game gốc mà mình và Key đã làm, bị ăn cắp để làm thành phố miễn phí. Và đúng là như thế thật. Cạnh thằng múa cột kia là hình ảnh hòn đảo trong game gốc của cô và Key. Nhưng bất ngờ chưa, Guy nói anh đã từng thấy hòn đảo này ở đâu đó rồi. Vừa định kể cho Millie thì máy chủ bị reset. Key giải thích cho Millie ngoài đời rằng tất cả những sự phát triển của Guy đều là do anh ngày xưa lập trình AI của thằng Trả theo kiểu boy si tình, theo đuổi một người con gái y như Millie. Nên khi Guy gặp cô trong game, anh ta mới thành ra VIP Pro như thế này. Ngay khi game đăng nhập được trở lại, Millie đã chạy đi tìm Guy, nhưng Guy giờ đã hoàn toàn mất trí nhớ, trở lại thành một nhân vật ảo bình thường. Hết cách, cô quyết định bón vitamin gái vào mồm Guy thật. Và đúng là thật hay ảo đi chăng nữa, vitamin gái cũng có sức mạnh thần kỳ, làm Guy khôi phục lý trí, show cho Millie thấy hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ nhà anh. Và đó là hình ảnh hòn đảo trong tựa game gốc. Thằng CEO tí hí mắt lươn lười đến mức ăn cắp mà còn không thèm xóa cả credit tác giả. Hòn đảo gốc vẫn ở ngay ngoài biển, ngay trong game thành phố miễn phí. Millie, Guy và Key tìm cách đi đến đó. Guy thuyết phục được tất cả các nhân vật ảo trong game về phe mình, còn Key hack ra một cây cầu xuyên biển trước khi bị phát hiện rồi sa thải, tất cả để chống lại thằng CEO tư bẩn. Nhưng hắn đã kịp sử dụng phương án dự phòng, thằng CEO đăng xuất hết người chơi ra khỏi game rồi tải lên một thằng nhân vật ảo mới, thằng Đụt. Thằng này do vót giờ cốt ra nên không hiểu tiếng người, chỉ dùng để vào game chặn Guy không cho đi ra đảo. Thằng kia vừa to cao vừa cơ bắp, vừa không thể bị thông não. Anh da đen bạn thân đến giúp đỡ nhưng cũng bị ném bay mất. Tất nhiên là Guy ăn hành ngập mồm dù đã dùng đủ bảo bối để đỡ đòn. Nhưng trước khi bị đánh gục, Guy nhảy số, đeo kính râm vào mắt thằng cơ bắp, làm thằng kia phê như con TT, thoát khỏi Đụt. Guy cùng bạn thân chạy đến hòn đảo. Điều đó khiến thằng CEO mất kiên nhẫn, tác động vật lý lên hệ thống máy chủ, cả thế giới game sụp đổ. Anh bạn thân cũng bay màu. Nhưng trước khi hắn phá hủy máy chủ cuối cùng, Guy đã tìm thấy hòn đảo game gốc. Cùng lúc đó khi Millie chạy đến nơi, giao kèo với thằng CEO rằng mình sẽ không kiện nữa, đổi lại là hắn không phá đảo game và cứu được tất cả các nhân vật ảo. Một thời gian sau, thành phố miễn phí 2 ra mắt và trở thành bom xịt. Bật lên thì lag, chơi thì lỗi. Trong khi đó, Millie, Key và anh đồng nghiệp ở công ty cũ đã có thể hoàn thành tựa game mơ ước và tải được tất cả các nhân vật ảo vào trong đó, có cả Guy và những người bạn. Ở đây, Guy tiết lộ với Millie rằng việc anh yêu cô thực ra là vì anh là boy si tình, và người thiết kế boy si tình mới là người yêu thầm Millie ngoài đời. Cứ mà người ấy là ai? Là Key chứ còn thằng nào vào đây nữa. Millie tắt máy chạy đi tìm Key, rồi hai người bú mồm nhau giữa đường, cản trở giao thông. Ở trong game, Guy giờ đã cải tạo được Đụt, tái ngộ với anh bạn thân, cả ba người sống cuộc đời vui vẻ trong một thế giới thực sự tự do. Đó là những gì đã diễn ra trong Free Guy. Tôi Quản Quại, xin chào và hẹn gặp lại.